Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em vẫn là Quyết Bắc Giang. Số điện thoại liên hệ của em là 0364011683 anh em nhé. Còn Zalo anh em sẽ liên hệ trực tiếp thứ kia. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người cùng tất cả anh em về một số món hàng ở bên shop bên em đang bán. Đấy, Quyết Bắc Giang anh em nhé. Thì hôm nay em giới thiệu cho tất cả anh em bộ tời điện 12V 4500LB. Đấy, cái hàng này là hàng xuất xứ từ Đài Loan. Và cái của nó thì anh em thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, cái này công suất của nó kéo nó vào 2,5 tấn anh em nhé. Còn cái này là bộ chuyên dụng để lắp vào đầu xe, máy cày rồi rơ móc tân tật đầy đủ hết. Cái bộ là có điều khiển anh em nhé. Đây, quay tổng thể một bộ của nó như này nhá. Cái giá bán công khai là 3 triệu đồng bao ship cho tất cả anh em. Đây, có điều khiển từ xa này. Đấy, đây có điều khiển bằng tay nhá. Đây, lên cáp xuống cáp nhá. Đấy, nó có đầy đủ hết. Nên cái này nó chưa lắp vào đây cho anh em. Đấy, lắp vào là ok thôi. Đấy, cái này tải thì nó đắt hơn. Bên em thì có loại 3.000, một loại 2.000, 3.000, 4.500. Đấy là đây cục điều khiển nhá. Đấy, cái này anh em đấu. Về nói chung là em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đấu. Đây, còn bộ dơ le của nó đây, tất cả đầy đủ hết cho anh em. Mức giá là 4,5 triệu bao ship tận nhà, 3 triệu bao ship tận nhà cho tất cả anh em. Đấy, còn bộ thứ hai đây, em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em là muốn có các trục xe lôi nhá. Xe lôi thì bên em là có bộ này, thì nó là đầu bằng gang anh em nhé, là lắp vừa cái bộ vành 400-12, giá công khai của nó là 1,6 triệu anh em nhé, 1,6 triệu một bộ cũ, còn nếu anh em mua lốp mới là 1,8 triệu. Đấy, có trục dài 1 mét anh em nhé. Đấy, thì một bộ nữa thì bây giờ một bộ combo bây giờ bên em đang bán là giá 6,5 triệu bao ship tận nhà cho tất cả anh em. Đấy, nó gồm bao gồm cầu 1 mét hoặc cầu 80, đấy tùy anh em lựa chọn. Nó bao gồm sẽ là số mạnh, số đảo chiều tiến lùi, hai khớp lối, cần số phụ luôn. Anh em thích nhíp 80 được mà nhíp 5 nhậm được. Đấy, đảm bảo cho tất cả anh em. Hàng đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Hàng mới 100% anh em nhá. Chỉ có shop Quyết Bắc Giang của em đây, Quyết Bắc Giang nha. Lốp mới là 400-12 anh em. Đây, bên em còn rất chi nhiều lốp, rất chi là nhiều máy, quá là ok luôn. Anh em chỉ cần mua hàng liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại thôi. Đấy, còn anh em nhớ đăng ký kênh Góc Màn Hình nhá, sau có video là hay nó sẽ đến với anh em được. Còn em thì có rất nhiều máy, anh em cứ đăng ký xem video ấy, thì là cái kênh của em nói nhiều video là nói về máy lắm, đằng trước đằng sau có bên em có hết. Cái hàng ấy thì bao ship COD toàn quốc nha anh em nhé. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng thì ok, anh em thanh toán. Nhíp 80, nhíp 50, nếu anh em mua thêm phanh tay thì anh em thêm 200.000 nữa. Anh em mua thêm xi nhan và 200.000 một bộ nữa nha anh em nhá. Đấy, thì còn tùy thuộc, anh em cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại là em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em. Đây, em quay chi tiết đây. Đấy, trong cái này nó có phanh hết rồi này. Đấy, cầu bổ đôi, hộp số mạnh đi. Khi anh em là muốn tăng tải, tăng tải cái bộ kéo lên tăng tải, không bình thường anh em chạy số xích. Đấy, tay theo đầy đủ hết. Còn quang nhíp nữa, quang nhíp. Em phải lấy quang nhíp bên nào. Quên mình không bỏ đây, quang nhíp đây. Đấy, nó có đầy đủ hết. Và hộp số tiến lùi là lắp cho Wayzim Quick Win. Hàng 110 nha anh em nhá. Hàng mới, hàng Đài Loan luôn. Đấy, nó đầy đủ hết cả bộ này cho anh em nhá. Đấy, quá là ok luôn. Đấy, lắp vào đầu xe là anh em muốn lắp ráp kiểu gì là mình cũng sẽ hướng dẫn. Có video sau đấy sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em xem. Đấy, bộ trục xe lôi. Đấy, trục xe lôi rồi tất cả tất tật đầy đủ hết. Đấy, em giới thiệu sơ qua cho anh em lắm được cái shop em bên em bán gì. Anh em xem tiếp video xem có máy nha anh em nhá. Anh em lối tiếp video nhá. Em giới thiệu cho tất cả anh em con máy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại của em đây. 0364011683. Đấy, con máy này là 3 tiếng một lùi anh em nhá. Hàng bao mới, bao đẹp nguyên zin. Đấy, bên em là chuyên động cơ xe máy nhá. Đấy, em ở Bắc Giang. Con máy này là 3 tiếng một lùi. Giới thiệu sâu chút cho anh em lắm được. À, con máy đẹp. Đấy, công suất của nó đây anh em nhé. Công suất hàng là đến nơi anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy, em quay chi tiết con máy. Đây, 0123 có số R, sau này R lùi. Đấy, số lùi lùi trực tiếp nhông xích nha anh nhé. Trực tiếp vào nhông con. Hàng nó sẽ theo đủ bộ cần số, chế hòa khí, chế hòa khí của bên xăng con đấy. Đấy, nguyên đủ bộ cho anh em. Cái giá bán thì anh em liên hệ cho em số điện thoại đi. Còn anh em đi trực tiếp thì đến tận cửa hàng em mua thì sẽ rẻ hơn chút. Đấy, giá thì nó đi xa thì anh em bớt tiền phí vận chuyển. Đấy, thêm phí vận chuyển. Đấy, thế thôi. Anh em có muốn xem máy mới thì cứ đến nhà em. Rồi,
anh em là xem tiếp con video sau nhé. Xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh chuyên động cơ xe máy hàng đầu Việt Nam. Bên em là chuyên Quyết Bắc Giang, chuyên máy móc nha anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em về ba cái dòng máy mà bên em mà chất lượng, còn bên em còn nhiều dòng lắm, nhưng mà anh em cứ xem tiếp video sau để có tất cả. Thì anh em nào mua hàng liên hệ cho em trực tiếp điện thoại là 0364011683 Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang. Đấy, anh em có nhu cầu đến địa chỉ tận nơi nhà em sẽ bán trực tiếp tại nhà cho em. Thì không mất thời gian, anh em lại xem giới thiệu chi tiết từng con máy một để cho anh em lắm được. Thì bên em nó dòng Lifan Longin và hàng giống con máy cúp nhá. Đấy, em nói giới thiệu sâu con máy Lifan này. Thì anh em đăng ký kênh thì ủng hộ kênh nhá, sau có video là hay anh em thể xem được. Đây là con Lifan côn tay anh em nhá, Lifan côn tay đây. Máy 125 luôn đây, Lifan côn tay. Đấy, anh em nhìn lốc máy giống xi ớt, máy màu nhũ bạc nhá. Thì nó đôi khi nó về màu ghi hoặc là màu nhũ bạc thì em không nắm được. Toàn của hãng người ta bán hàng nội địa đây nhé, không phải là hàng Việt Nam đặt đâu. Đấy, còn cái hàng này thì hàng bao mới 100% cho anh em nhé, không có máy cũ đâu anh em nhé. Đấy, nó hàng nó đi theo là cần đạp, cần số, chế hòa khí cho anh em luôn. Đấy, đủ bộ nhá. Đấy, còn con thứ hai giới thiệu cho anh em là con Longin, máy Longin công ty trách nhiệm hữu hạn Longin. Đây, sản xuất từ tháng 8 này, 2019 này. Đây, vừa mới ra hàng luôn, hàng mới, tem mác tiêu chuẩn ISO 9001 luôn. Con máy này thì 4 số tròn anh em, tất cả là 4 số tròn hết. Máy công suất 110. Công suất 110 nhá. Máy toàn bộ tem mác rồi chất gì là ok luôn. Đấy, hàng Longin nhá. Cái này nó lại không dập chữ Longin, có một hãng cái này máy mới về em lại không có chữ Longin. Đây nó chỉ có tem mác Longin thôi. Đấy. Đây là hàng nội địa nha anh em nhá. Đấy, hàng bao chuẩn bao đẹp luôn. Hàng máy màu ghi đồng nhá. Còn một con thứ ba. Con máy có số lùi nha anh em nhá. Máy có số lùi. Máy màu nhũ bạc. Ui, máy nhũ bạc nha anh em nhá. Con này thì đây. Anh em mua hàng liên hệ cho em trực tiếp số điện thoại. Con này thì đây, như của nó là 3 tiến một lùi. Đấy, đây là R, số 0 của nó 123 xong rồi R. Đấy, đây là của nó cũng có đủ cần đạp cần số nhá. Đấy thì anh em nào thì mua hàng, anh em mua hàng thì là hàng em gửi ship COD toàn quốc, anh em cứ liên hệ cho em số điện thoại là em sẽ có cách thức gửi hàng cho anh em. Nó bao gồm 123 đằng trước nhá. Xong anh em lại về 321 xong rồi có mốc mò ở giữa, mốc 0. Bắt đầu em về sau là lùi, nó lùi trực tiếp bằng nhôm con này. Đấy, lùi có số lùi trong máy anh em nhé. Đấy, máy nhập khẩu hàng Đài Loan mà hàng thì anh em mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại này. Cũng nhiều người bán thì mấy cái clip trước thì của em ấy thì là em bao ra công khai, nhưng mà nó nhiều người ta cạnh tranh quá, người ta cạnh tranh không lành mạnh. Đấy, nói thế nhanh anh em lưu ý như vậy. Đấy thì anh em biết cái giá của em như nào rồi thì anh em cứ liên hệ cho em số điện thoại thì em sẽ báo giá cụ thể. Đây, cái lốc này đấy, quay chi tiết cho anh em là rất chi mới. Hàng cực mới luôn. Đấy. Hàng mới đét luôn. Đấy. Công suất 124. Toàn máy 125 nha bên em. Anh em xem kỹ trước khi mua hàng nhá. Ok được thì anh em đặt hàng, em hàng mới hết. Hàng đến nơi anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận. Không lo cái chuyện là anh em cọc 100,000-200,000 lừa đảo cú vật, em không bao làm thế luôn. Đây con Longin này. Đấy, hàng Longin đảm bảo cực ngon luôn cho anh em. Đấy, Lifan. Rồi anh em xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh, góc mình ủng hộ kênh của em nhé. Rồi chào tất cả anh em.